cáo cho tôi đi. Đừng lên trong. Kính thưa các bà, các chú, các cô, các anh, các chị, các em, quý đồng hương thân mến. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm Tân Mão. Thì ban liên lạc tổ chức họp mặt hội đồng hương Quảng Trị Đại Lộc. Trước hết, xin thay mặt ban liên lạc xin kính chúc các bà, các chú, các cô, các anh, các chị và các em một năm đầy vui tươi, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn. Kính thưa quý đồng hương thân mến, trong năm qua hội đồng hương chúng ta theo cái quy chế vừa rồi năm ngoái đã thống nhất đó, là ta không họp mặt giữa kỳ tức là 6 tháng mà ta họp mặt cuối năm là vào dịp đầu xuân. Thì như vậy là theo cái cuộc họp của ban liên lạc vừa rồi là thống nhất vào hôm nay là triệu tập mời đồng hương về đây để là họp mặt đầu năm. Thì theo cái số mà điểm nào hôm nay là chúng ta chắc cũng là bắn là tổng là bao như vậy là tổng số chúng ta khoảng trên 50 hôm nay là khoảng trên 30 tức là khoảng 20. Cái số bắn thì có một số anh em thì em là có lý do nhưng mà có một số lý do chưa được như thế nào. Thì hôm nay á là trước hết tôi xin điểm lại một số hoạt động của hội vừa qua. Thì nói chung hội vừa qua đó thì ban liên lạc cùng thay mặt hội đã đi thăm một số là anh chị em cũng như là các cô đầu hương là bị bệnh đau tai nạn, ví dụ như là tai nạn thì coi nhau này, rồi một số là bệnh đau hoặc là có đi thăm là tân gia rồi là đi chung mừng đám cưới, đặc biệt là đầu xuân là có đi chúc thọ các cô ông cô bà là trên 70 tuổi chúc thọ và cho. Thì mặc dù á là cái kinh phí là hoạt động của chúng ta cũng có hạn hẹp, nhưng mà ban liên lạc đã có một cái cố gắng hoạt động rất là ở đây chỉ cho tôi nắm được chỉ có một chuyện hồ nghèo là có là thương binh thì có là cố lê cố lê ở khóm ba này, nhưng mà bây giờ thì cô đỡ rồi, nhưng mà trước đây là hiện có số nghèo đấy, chứ còn các đồng hương khác thì cũng chưa thấy. Còn về vấn đề tổ chức là có những cái ý kiến nguyện vọng là muốn để đồng hương hỗ trợ hùn vốn để giúp nhau làm ăn làm kinh tế, cái đó chúng ta cũng chưa làm được, cái khả năng chúng ta là chưa khả thi. Thì hôm nay nhân dịp họp thì trước hết với tôi cũng xin thế này, chúng ta đó là đã duy trì hội đồng hương Quảng Trị từ tại Vĩnh Long từ năm 2007 cho đến nay là đã là 4 năm, thì chúng ta phải quyết tâm duy trì cái hội đồng hương này, không thể là để cho cái thời kỳ là phát triển nó đến xuống là suy thoái không được, chúng ta phải duy trì và ngày càng tăng cường cái sự hoạt động lên. Còn đối với các đồng hương thì tôi cũng mong rằng là nếu mà có vấn đề gì ấy, là các anh, các chị, các bà, các cô, các chú là đóng góp trên ban liên lạc những cái vấn đề gì về thiếu sót hay là những cái người cần phát huy thì là hoàn công, chứ còn chúng ta phải gắn duy trì cho nó mãi mãi tốt. Thì hôm nay là trong cái số đồng hương quê là còn đó là những anh chị em là con trẻ của nó, con dâu của nó, nhưng mà ít cũng là có người cả với cả gia đình, nhưng hôm nay là tôi đặc biệt là có anh Hòa, các bạn chúng ta lần nào cũng như có thể quảng cáo lần nào cũng như là những lần nào cũng là đâu nhiệt liệt quá ngay. Và xin thăm ban liên lạc thì tôi xin công bố này, để cho hội hoạt động là trên cơ sở là các hội viên và nhân là ban liên lạc phải nhiệt tình và trách nhiệm và phải tâm huyết, nhiệt tình tâm huyết hội đồng hương ở đây là ban liên lạc cũng chẳng có gì cả, chủ yếu là hoạt động vì đồng hương, vì tình nghĩa thôi, nhưng mà cũng có lương mọi người, cho nên phải tâm huyết, phải nhiệt tình. Cho nên tôi đề nghị như thế này,
vừa rồi có ủy ban liên lạc và có xin ý kiến của đồng chí, của anh, của chú Nam Khôn là đề nghị là từ đây là bổ sung anh Bình ở vị trí ở ngân hàng và anh Cửu là anh Cửu đây bên đấy là bổ sung vào ban liên lạc để tăng cường cái sức mạnh hoạt động cho ban liên lạc thì